Và đây là những điều chưa biết về Royal School. Cố làm cam vâng. Chào mừng các bạn đến với Sơn Đa Năng, CC nhiều hoạt động vui nhộn, hội thao, lễ hội mùa xuân, mini show. Nếu bạn thích bơi lội, tại Royal School có hồ bơi dài 25m để các bạn nhỏ có thể bơi lội thoải mái. Ai cũng có thể là siêu sao bóng đá tại sân bóng đá đỉnh cao. Trường mình có cả sân cỏ siêu rộng, tha hồ trồng cây, thậm chí cả vẽ tranh ngoài trời luôn. Chào các bạn đến phòng Robotics. Nếu bạn là người đam mê khám phá, bạn có thể tha hồ sáng tạo từ máy in 3D Robotics hay thực hiện các thí nghiệm mới lạ tại phòng Science. Học tập không bao giờ nhàm chán khi được học với giáo viên đa quốc gia. Hello. Bonjour. أهلاً للطلاب الجداد في السنة الجديدة. Còn học sinh ở đây thì sao? Flex nhẹ giải quốc gia quốc tế, công dân toàn cầu là xu thế. Không chỉ học thuật mà còn cả nghệ thuật và thể thao. Flex Canteen dành cho những chiếc bụng không đáy của chúng mình. Có thực đơn đa dạng, có hơn 30 món ăn một tuần. Mỗi ngày đều ngập tràn nụ cười dưới mái trường Royal School. Để hạnh phúc là điều tự nhiên đến mỗi ngày.